Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất, làm một được mười, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đề na, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tháng 7 cô hồn, bí mật làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, may mắn vốn dĩ được cấu thành từ những cơ hội, quan trọng là chúng ta cần phải biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy nó một cách triệt để nhất, hay còn được xem như thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Được hiểu cơ bản là vận mệnh được hỗ trợ bởi trời và đất, bản mệnh người đó được che chở và nắm bắt được ý trời mà thừa thắng xông lên. Trong tử vi 12 con giáp, bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Trời sinh thấu đáo, chu toàn, lại biết tính toán trước sau, khéo ẩn mình cho nên cuộc sống bình yên lại sớm thành công viên mãn, nhưng tính toán không lại với trời. Bên cạnh sự may mắn, sát tinh cũng chỉ chờ bản mệnh thừa dịch mà dụ dỗ bản mệnh trong tháng 7 âm, hay còn gọi là tháng cô hồn này để thừa cơ hãm hại. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về cung mệnh và tính cách cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Theo tử vi chọn đời 12 con giáp, tuổi Tân Hợi mệnh thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, trời sinh mạnh mẽ đơn giản, trung thực và dũng cảm, họ là người được nhiều người ngưỡng mộ, người này là những người đáng tin cậy. Họ tin tưởng vào trực giác của mình, tuy là những con người rất thích hưởng thụ cuộc sống, thế nhưng họ lại rất chăm chỉ lao động, là một người bạn tuyệt vời và là nhà tổ chức dễ tính. Họ có thể hy sinh mình vì người khác. Tân Hợi sinh năm 1971 nạp âm hành kim, thoa xuyến kim, do can tân kim, ghép với chi hợi, thủy, ta có kim sinh nhập thủy, nạp âm cùng can chi, lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Nếu ngày sinh có hàng can canh, tân, nhâm, quý, sinh giờ sửu mùi lại được hưởng thêm phúc đức của dòng họ, sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là thuận mùa sinh, mùa hạ ít thuận lợi. Tuổi thơ của người tuổi này rất bình lặng, không lo, không nghĩ, nhưng đến thời kỳ thanh niên và trung niên sẽ có những thăng trầm, chẳng hạn như phiền muộn về tình yêu, hôn nhân khiến bạn khó lòng ứng phó được. Dĩ nhiên tuổi già của bạn khá hạnh phúc, cuộc sống cũng rất yên ả. Do bạn luôn trọng trách nhiệm và trung thành với gia đình, nên những sóng gió trong tình yêu, hôn nhân thời trẻ đã qua đi từ lâu, bạn sẽ cảm thấy mọi việc thật mãn nguyện biết bao. Mặc dù không phải là người chậm chạp, thế nhưng tuổi 1971 là những người thích sự thanh thản, sung túc. Họ thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình, nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên, an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Sự thật thà, chân thành giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương, ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường tuổi Tân Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác,
Nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Hợi sẽ không thù hận, để bụng bất kỳ điều gì. Nhược điểm chủ yếu của họ là không nói được đến nửa chữ không với người thân, bạn bè của mình. Trong rất nhiều chuyện, họ luôn ép người khác phải có thái độ trung dung giống họ để giải quyết rắc rối. Họ không phân biệt rạch ròi đâu đúng đâu sai, nhưng khi sự việc kết thúc không suôn sẻ, họ sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng người tuổi này vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối và bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Trong công việc và cuộc sống họ có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời, tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới. Khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng, vì thế nên tuổi Tân Hợi giàu trí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh. Chắc chắn rằng, những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn, tiêu dao. Về sự nghiệp, tài chính, người tuổi Tân Hợi được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt, dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Với những đặc điểm về tính cách kể trên, nên tuổi Tân Hợi thích hợp với các lĩnh vực như chính trị, luật pháp, tài chính ngân sách, công quỹ, tài sản, một số khác hợp với công tác từ thiện, cứu giúp người khó khăn như tư vấn tâm lý, bác sĩ, y tá hay thành viên các tổ chức từ thiện, nhân đạo. Khả năng cảm thụ thiên bẩm về cái đẹp nên tạo nên mối duyên đối với nghệ thuật, điêu khắc, hội họa, thơ ca, trang trí, cắm hoa, cây cảnh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng người tuổi Hợi vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối và bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp người này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Con giáp này rất giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến, khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến, không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng san phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại dễ nản lòng, thối chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân, nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Tình yêu của người tuổi Tân Hợi cũng đơn giản như tính cách của chính họ, chân thành, thẳng thắn và chung thủy. Khi yêu một ai đó, tuổi Hợi thường vụng về trong cách bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình. Họ thường giấu kín cho đến khi trong trái tim không thể chất chứa thêm được những tình cảm yêu thương ấy. Khi đã chinh phục được trái tim của đối phương, họ mới có thể mạnh dạn thể hiện tình cảm ngọt ngào của mình. Họ biết cách làm mới tình yêu bằng những bất ngờ thú vị, độc đáo. Những người này sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Khi đã kết hôn, họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình. Tuổi Tân Hợi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho chồng con và tổ ấm của mình. Họ là mẫu người giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa bận rộn, chăm chỉ với công việc của mình, vừa có thể hoàn thành xuất sắc vai trò của một người mẹ, người vợ, người con. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng người tuổi Hợi vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối và bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp người này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, tuổi Tân Hợi thiên can kim, địa chi thủy. Theo ngũ hành cho thấy bạn độc lập, quyết đoán, mạnh mẽ và bạn hoàn toàn xứng đáng với số tiền mình kiếm được trong thời gian này. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, tương hại mang lại cho tuổi Tân Hợi cảm giác bất công, mọi công sức của mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Không ít người cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại. Nếu muốn tìm kiếm một công việc mới phù hợp hơn, bạn cần chút thời gian nâng cấp hồ sơ của mình. Lâm quan nhập mệnh cho thấy sự độc lập, tự chủ của tuổi Tân Hợi trong mọi việc. Đôi khi do hoàn cảnh dồn bạn tới chân tường, nên bạn trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn bao giờ hết. Có thể thấy trong tháng này bạn không nhờ được mọi người, vì thế khi gặp khó khăn phải tự mình chống đỡ. Tốt hơn hết, bạn hãy tự chuẩn bị trước những công việc của mình một cách chu đáo, cẩn thận bạn nhé. Thực ra, bạn khá tin tưởng con đường của mình, nhưng không phải ai cũng trong hoàn cảnh tương tự nên họ không hiểu, không ủng hộ. Thế nên tốt hơn hết là không cần giận hờn làm gì, thay vào đó hãy tập trung thực hiện, khi có kết quả thì không ai có thể từ chối bạn nữa. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, không phải khi nào cũng có thể yêu cầu người ấy thông cảm cho bạn. Hãy cứ yêu thương và dành thời gian cho một nửa của mình ngay khi có thể, đừng vì giận hờn mà xa nhau quá lâu. Tình hình tài chính thời gian này cũng khá ổn định.
bạn kiểm soát được tình hình tài chính hiện tại nên khó khăn cũng đã tạm lắng xuống. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tỷ kiên gây ra những nhiễu loạn trong cuộc sống cho tới công việc của con giáp tuổi Tân Hợi trong thời gian này. Bạn khá vất vả, phải tự mình lo lắng mọi thứ nhưng lại có kẻ phủ nhận công sức. Thay vì chống đối, bạn nên tuân theo, đừng cố gồng lên tranh cãi. Cứ im lặng tập trung vào công việc và để kết quả cuối cùng là câu trả lời rõ ràng nhất. Còn những kẻ không hiểu chuyện thì tốt hơn hết là nên tránh xa. Nếu tình hình công việc, doanh thu không như ý, lúc này thay vì than thân, trách phận thì bản mệnh nên xem lại cách làm việc của mình. Bản mệnh lúc ăn nên làm ra thường hay cao ngạo sẽ tự nhiên thu hút không ít kẻ thù hoặc những người ghen tị với thành công của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy thử đánh giá lại bản thân xem liệu bạn có đang quá cứng nhắc hay không. Có thể bạn chăm chỉ nhưng cách thể hiện không linh hoạt nên mới bị hiểu nhầm. Tam Bích bay về cung Đông Bắc, người mệnh Tam Bích tiếp tục bị những rắc rối thị phi bao vây, chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc, nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước, cạnh tranh mạnh, càng nhiễu nhương, phức tạp. Xét phương diện tài lộc tuổi Tân Hợi tuổi sinh 1971, tháng 7 âm lịch. Lĩnh vực tài chính cũng sẽ là chủ đề sôi nổi trong tháng này. Đây là thời điểm phù hợp để bạn có thể lập một kế hoạch tài chính cho bản thân và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Các hợp đồng mới mở ra những cơ hội đáng mơ ước cho con giáp tuổi Tân Hợi. Tuy nhiên, bạn cũng cần thận trọng để cân nhắc nhiều hơn trước khi ra quyết định, đề phòng có những cái bẫy không mong muốn. Thiên Đức mang tới cho bạn cơ hội liên quan tới tiền bạc. Người làm ăn kinh doanh thời gian này cũng rất dễ để phát tài, phát lộc. Hãy tận dụng các nguồn lực đang có để đạt được doanh thu như ý trong thời gian này bạn nhé. Bên cạnh việc tiết kiệm, bạn cũng cần để dành tiền để đầu tư. Nếu số tiền chưa đủ nhiều thì hãy đầu tư vào bản thân bằng việc mua sách, tham gia các khóa học. Chỉ khi bạn thực sự nâng cấp bản thân thì dòng tiền lớn hơn mới đổ về túi của bạn. Nếu có ý định đầu tư tiền bạc vào bất cứ lĩnh vực nào, bạn cần phải tìm hiểu rõ các mặt lợi và hại. Có như vậy thì mới thu được lợi nhuận. Ngoài ra, thời gian này bạn dễ bị nhầm lẫn, nếu liên quan tới vấn đề tài chính, hãy kiểm tra thật kỹ tài khoản trước khi mua sắm bất cứ món đồ nào, nếu không bạn sẽ phải tiếc đấy. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Tân Hợi sinh 1971, tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, những ngày cuối tuần trong tháng bạn sẽ chìm đắm trong không gian riêng tư, không sợ bị ai quấy rầy. Bạn đang muốn tái tạo lại năng lượng của mình, nhưng vẫn có những người nhận xét là bạn có phần lạnh lùng, xa cách. Tính cách cứng nhắc có thể là nguyên nhân người ấy cảm thấy bạn xa cách, cho dù thật lòng bạn rất yêu thương một nửa của mình. Vì thế, bạn nên học cách thể hiện, bày tỏ cảm xúc của mình một cách dịu dàng và ấm áp hơn nhé. Ngũ hành tương sinh mang lại những nhân duyên tốt đẹp cho con giáp tuổi Tân Hợi từ việc kết nối để làm ăn, cho tới bắt đầu một mối quan hệ. Người độc thân hãy mở lòng với những mối quan hệ mới và tìm kiếm những đối tượng có thể phản ánh giá trị của bạn. Trong khi đó, một số cặp đôi mâu thuẫn vì mỗi người lại thể hiện sự quan tâm khác nhau, không đúng những gì người kia mong muốn. Nhìn chung, điều này xuất phát từ việc khác biệt về ngôn ngữ tình yêu của mỗi người mà thôi. Những cặp đôi nếu có hiểu nhầm gì thì nên dành thời gian chia sẻ, vì mọi việc sẽ dễ dàng hóa giải hơn trong thời gian này. Hơn nữa, khi bạn biết hạ bớt cái tôi, thì mối quan hệ của hai người càng hiền hòa, vui vẻ. Xét phương diện sức khỏe tuổi Tân Hợi 1971 tháng 7 âm lịch. Tháng này khá bận rộn nên ngay khi có thời gian được nghỉ thì nhớ tranh thủ nghỉ ngơi bạn nhé. Cố gắng gác lại những lo lắng, muộn phiền trong thời gian gần đây để có được giấc ngủ thật ngon. Vì đó là cách bạn sạc lại pin một cách nhanh nhất. Bạn đã biết rất rõ lợi ích của việc tập luyện thể thao thường xuyên nhưng vì quá lười hoặc không sắp xếp được thời gian hợp lý cho việc này. Tuy nhiên,
tháng này rất phù hợp để bạn bắt đầu với mục tiêu cải thiện sức khỏe của mình. Thời điểm này chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất tăng cường chức năng hô hấp. Vì thế, bạn có thể rủ bạn bè để cùng nhau duy trì lịch tập luyện nhé. Tình hình sức khỏe của bản mệnh nhìn chung khá khả quan. Những ai đang ốm bệnh cũng nhanh chóng hồi phục trong thời gian ngắn. Bản mệnh thường xuyên ăn uống đầy đủ ở nhà nên đảm bảo được một lịch trình khoa học. Tuy thời tiết không được thuận lợi, dễ ốm bệnh, nhưng nếu bạn xem trước dự báo và chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến đồ dùng phù hợp thì không có gì phải lo lắng quá nhiều. Bạn không gặp phải vấn đề sức khỏe gì lớn trong khoảng thời gian này. Hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và làm việc khoa học, bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Tân Hợi sinh 1971, bước sang tháng 7 cô hồn. Tân Hợi đang cho thấy năng lực không hề đơn giản của mình, nhưng làm việc cũng cần chắc chắn và trọn vẹn để không bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột nhé, đặc biệt trong các ngày may mắn dưới đây. Ngày mùng 2 âm lịch. Vận may về tài chính rất tốt, đặc biệt có lợi cho người làm về kinh doanh hay dịch vụ, thích hợp đàm phán vấn đề lợi nhuận, phân chia hoa hồng. Mùng 6 âm lịch. Vận đào hoa rất mạnh, đôi lứa có cơ hội phát triển hơn nữa và thiết lập mối quan hệ bền chắc với nửa kia. Người độc thân dễ nảy sinh cảm xúc mới mẻ với một người ở bên cạnh. Nếu cả hai đều đang lẻ loi thì hãy thử mở lòng và đón nhận đối phương xem sao nhé. Mùng 9 âm lịch. Vận may về tiền bạc khiến người khác phải ghen tị, chẳng những có cơ hội làm giàu, bạn còn có thể được nhận quà, nhận thưởng, trúng số. Mùng 13 âm lịch. Có cơ hội giành được quyền chủ động trong công việc. Được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao với những biểu hiện xuất sắc của bạn. Mọi việc tiến triển thuận lợi khiến chòm sao này vô cùng hài lòng với tiến độ và hiệu suất mình tạo ra. Mùng 15 âm lịch. Giành được lợi thế nếu phải cạnh tranh với người khác trong hôm nay, bạn cứ chăm chỉ thể hiện hết mình, sẽ rất dễ được người khác công nhận. Mùng 23 âm lịch. Không cần phải tốn quá nhiều công sức cũng có thể đạt được điều mình mong muốn, nhưng dù vậy, bạn cũng không nên ngủ quên trên chiến thắng, bằng lòng với thực tại quá nhanh, kẻo sớm muộn gì cũng bị kéo thụt lùi so với người khác. Mùng 26 âm lịch. Thần tài gửi cơ hội kiếm tiền đến, không tốn quá nhiều công sức vẫn có thu hoạch rất khả quan, tha hồ tiêu xài theo cách mình muốn. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Tân Hợi 1971. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Tân Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Tân Hợi theo tháng sinh, người sinh vào tháng 2 âm lịch trùng với tiết kinh chập, đa phần dễ làm nên thành công vang dội. Địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Tân Hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người sinh tháng 2 âm chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Bước sang tháng 7 âm, mọi công việc của người này sẽ diễn ra khá tốt và suôn sẻ, chính tài tác động giúp cho con giáp này làm việc gì cũng được hanh thông. Một số bạn sẽ nhận được tin vui về sự thăng tiến và đạt được vị trí mà mình mong ước, con giáp này có được thêm những khoản thu mới, giúp bạn không cần lo lắng về tài chính. Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này hạnh phúc mỹ mãn, con giáp này được cục diện tương sinh nâng đỡ, tình cảm với người kia rất tốt, sự quan tâm, yêu chiều của đối phương khiến bạn cảm thấy an tâm và muốn được ở bên cạnh họ. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết lập hạ, những người sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn gặp không ít khó khăn, chim thời quen núi cá quen sông, lúng túng vào ra chậu với lồng, khó vẫy khó vùng trong nước túng, không bay không liệng giữa trời không, trông chừng biển bắt tung đuôi ngạc, ngắm vọi non nam chấp cánh hồng, lo chậu một mai thân thoát khỏi, chim trời nên phụng cá nên rồng. Xét tử vi khoa học, sinh vào tháng 4 âm, người tuổi Tân Hợi tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn, khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé, con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều, quý nhân sẽ giúp người này có nhiều thuận lợi trong công việc. Dù càng về cuối năm, bản mệnh có nhiều việc cần giải quyết nhưng bạn vẫn có nhiều năng lượng để hoàn thành thật tốt.
Ngoài ra, một số bạn sẽ được cấp trên trao cơ hội để phát triển về chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý. Hơn nữa, thiên tài xuất hiện giúp bản mệnh thuận lợi thu về nhiều hợp đồng giá trị lớn với mức lợi nhuận cao. Tuy nhiên, con giáp này nên điều chỉnh lại thói quen tiêu dùng vì bạn đang chi quá nhiều cho những khoản không thật sự cần thiết. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, tuổi Tân Hợi tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, hòa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm khó định. Tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về sự nghiệp thì con giáp thuộc tháng sinh này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công, nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn, không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi sinh tháng 5 âm sẽ có nhiều biến chuyển tích cực trong tháng 7 âm. Con giáp này có nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân và được cân nhắc vào những vị trí quan trọng. Con giáp này còn nhận được nhiều lời mời cộng tác và nhanh chóng đạt được sự an tâm tài chính. Tuy nhiên, bạn nên lập kế hoạch dùng tiền hợp lý để không chi tiêu hoang phí và ảnh hưởng đến hậu vận. Vận trình tình duyên êm ấm, bạn và đối phương có được sự thấu hiểu và yêu thương nhau hết mực. Hai bạn luôn biết cách tạo động lực cho nhau để vượt qua những khó khăn. Sau khi cùng nhau trải qua không ít sóng gió, bản mệnh biết được rằng mình đã chọn đúng người. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, tuổi Tân Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền, có thế, may mắn ở bên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song bản mệnh cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Tài lộc của người này sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này không cần lo lắng về tiền bạc khi có nhiều nguồn thu tự động về túi. Bản mệnh có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra, những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bền chặt, cục diện ngũ hành tương sinh hỏa, thổ, giúp những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối về người yêu của mình. Cuối cùng, vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho con giáp này sớm từng trải có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực. Thành công rồi cũng sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 âm cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Sang tháng 7 âm, vận trình tài lộc của người Tân Hợi sẽ trở nên tương đối ổn định, những nguồn thu tăng đáng kể, dù con giáp này làm kinh doanh hay làm công ăn lương.
từ đó có thể an tâm với tình hình tài chính hiện tại. Nguồn thu nhập khủng mà con giáp này có được chính là nhờ thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh, dồi dào từ những dự án đầu tư và hợp tác. Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đón nhận tin vui mới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện cưới xin. Song song đó, tình cảm gia đình luôn giữ được sự hài hòa nhờ sự nỗ lực bồi đắp tình cảm của người trong cuộc. Quý vị thân mến, điều đó không có nghĩa là bạn không nên có niềm tin vào cuộc sống. Thực tế là không nên tin ai đó 100%, hãy thử nghĩ đến điều rủi ro nhất có thể xảy ra. Là người bạn từng tin tưởng dùng những thông tin tuyệt mật để làm hại bạn, thì chắc chắn bạn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Bài học trưởng thành đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, với thực tại nhiễu nhương, trắng đen lẫn lộn và những gì không mua được bằng tiền, sẽ mua bằng rất nhiều tiền, thì tốt hơn hết chỉ nên đặt niềm tin vào bố mẹ bạn mà thôi. Bố mẹ rứt ruột đẻ ra, nặng lòng nuôi dưỡng chúng ta, thì sẽ luôn mong mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các con, nên thậm chí chúng ta đã đôi lần làm tổn thương họ vẫn rộng lòng tha thứ. Người dưng nước lã ngoài kia hay thậm chí cả anh em với nhau cũng không thể có được sự bao dung hay tấm lòng vị tha tương tự. Hãy thừa nhận sự thật rằng, đôi lần bạn đã tự mang mình ra so sánh với ai đó, ví dụ đều ở cùng độ tuổi, sao người này có được thứ này, thứ kia, còn mình thì không. Bạn nên hiểu rằng, tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là bề ngoài của sự việc mà thôi. Sự thật là ai cũng có những vấn đề riêng trong cuộc sống. Chúng ta không là họ nên không hiểu rằng, họ đã phải đánh đổi những gì để có được hiện tại, mà có khi bạn hiểu được bạn cũng không sẵn lòng chấp nhận thử thách như họ đã từng. Tại sao bạn gieo hạt na lại mong rằng nó mọc lên một cây đa to lừng lững? Tất cả đều có nhân quả, vì vậy thay vì ganh tị với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân và bạn sẽ hái quả ngọt tương xứng với công sức mình đã bỏ ra, chăm chỉ làm việc thôi chưa đủ. Vì chỉ khi cộng hưởng sức mạnh của nhiều người, nhiều yếu tố mới đủ nâng đôi cánh bạn bay cao, bay xa được. Vì thế, hãy cố gắng mở rộng mối quan hệ vì những kiến thức, kinh nghiệm của họ sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong cuộc sống. Hãy ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ, giao lưu mọi người và cố gắng xây dựng những mối quan hệ bền vững. Tuy nhiên, bạn không thể ai cũng bắt chuyện, ai cũng làm quen và trở nên thân thiết ngay được. Hãy tập trung, dành thời gian vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu họ. Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm ở vị trí cao hay có thế lực. Đó có thể là đồng nghiệp, hàng xóm, quen ở phòng riêng. Dù là ai thì bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng. Trước những khó khăn đối mặt có nhiều người chọn cách than thở, khóc lóc, nhưng điều đó chỉ càng làm họ cảm thấy bế tắc, thậm chí họ kể lể từ người này qua người khác để mong ai đó giúp đỡ. Nhưng dường như không có câu trả lời nào đủ thỏa mãn họ, hãy gạt nước mắt đi và nhớ rằng chỉ có bạn hiểu rõ chuyện của mình nhất. Vì thế, xem việc kể lể đấy như là cách giải tỏa tâm lý tạm thời, còn việc ra quyết định tốt nhất chỉ có bạn mới thực sự là người biết mình nên làm gì. Khi tự giải quyết, bạn cũng phải tự trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mình đưa ra, dù đúng, dù sai bạn cũng không có đổ lỗi cho bất kỳ ai, nên nhớ rằng áp lực tạo kim cương. Nếu không chịu khó, chịu khổ được thì chúng ta sẽ chỉ là những viên than đen nhánh trong nhà bếp chứ không phải là món đồ trang sức đắt tiền. Đã qua rồi cái thời sự lươn lẹo, danh ma trong kinh doanh được đề cao, giờ đây, sự chân thành và rõ ràng mới là cách những ai chọn để làm ăn lâu dài. Những gì bạn làm chỉ cần bạn biết, ông trời biết là đủ, hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon trong yên bình là đủ. Còn điều gì quý giá hơn thế, vì mục tiêu giàu có của chúng ta là cũng là để có cuộc sống hạnh phúc, thì tại sao không sống hạnh phúc ngay từ bây giờ? Hãy thôi phàn nàn rằng người này có xuất phát điểm tốt hơn nên có bệ phóng tốt hơn mình, vì vốn dĩ cuộc sống này không có sự công bằng. Vì không có sự công bằng này nên chúng ta thường xuyên phải cố gắng, xem đó là làm mục tiêu để nỗ lực, cố gắng. Nếu biết chấp nhận thực tế này, chúng ta mới biết mình nên tập trung quay về cải thiện bản thân mình. Dù không dễ nhưng chỉ cần nhận ra mình đang hoàn thiện hơn mỗi ngày, hôm nay tiến bộ hơn hôm qua cũng đã đủ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.